Khả năng ô tô giá rẻ Hải Phòng xin kính chào tất cả quý bà con. Em xin trước. Hôm nay Khả năng ô tô lên sóng báo giá cho bà con một mẫu xe mới về. Nhìn này, anh em nhìn này. Nhìn con xe nó khác bọt luôn. Một chủ từ mới, đời 2017. Này anh em nhìn này. Máy số zin hết. Thân vỏ zin. 100% luôn các bác nhé. Đấy, một chủ từ đầu ấy. Một chủ từ đầu bố và để cho con thôi nên là xe zin hết. Anh em nhìn này. Đây anh em nhìn này. Đấy, keo chỉ zin hết này, ốc cabo chưa mở nhé. Đấy, đây này anh em nhìn này, lỗ tròn xoe. Đây. Đấy, các bác nhìn. Anh em có thể nhìn thấy mặt máy, mặt mung nó còn zin hết. Anh em nhìn không? Zin 100% này. Ốc chân máy chưa mở. Máy nổ như chó thở luôn. Êm. Êm ru luôn. Con này thì màu trắng xịn đời 2017. Và máy mới các bạn, máy mới màu trắng rồi, máy đua VVTi. Thực ra nó cũng chỉ hao hao cái máy kia thôi, nhưng mà nó to hơn một tí nhìn trông thích hơn. Và số khung số máy nhìn dễ hơn, số máy nhìn đây 950 này. Đấy. Nói chung là cái dòng này thì bao bền bao đẹp cho bà con này, ốc cabo chưa mở này. Đấy, giá thì hơi chát, xe gia đình giá chát lắm, giá 375 triệu cơ. Nên là bà con các anh chị nào mà cảm thấy chiếc này nó đẹp, nó phù hợp với mình thì hãy mua. Còn giá nó cao thì anh em tìm xe taxi nó ra rồi đấy thì nó sẽ rẻ hơn. Con này thì mới đi được hơn 6 vạn thôi, nốp vẫn còn theo xe nên là nó hơi cứng giá một tí. Nhưng mà nó thực sự đẹp cho anh em nào muốn tìm một chiếc xe đẹp gia đình, chuẩn chỉ đẹp mà chạy cho nó an tâm đấy thì anh em cứ lấy anh em nhé. Đấy, con xe này thì không một lỗi nhỏ luôn. Đây mà máy nổ rất là êm các bác nhé. Đây. Zin đét đẹp luôn. Các bác nhìn này. Đăng kiểm tháng 10 năm 23 các bạn. Úi giời. Lóc của nó này rất là cứng đẹp nhá. Anh nhiều anh em nhìn đây tưởng lỗi không phải đâu. Nên nó là hàng gồ ghề đấy. Lóc nó cứ gồ ghề nó đẹp. Kiểu hình lưng con cá mập ấy. Đây, có con cá mập luôn ở trên lưng này, có vây luôn này. Vì cá mập bây giờ đang có rơi vào khoảng mấy triệu một nạng. Đấy thì đây. Form dáng của nó thì nó chỉ là form từ 2014 đến 2018 thôi, nhưng mà cái số lượng bán chạy thì dòng này thì thực sự với các bác là không có nào ăn được. Đấy. Độ bán chạy của nó rất là tốt. Về giá tiền thì thực sự rất là cao nhưng mà xe thì đẹp anh em ạ, mua được xe này đi cũng an tâm. Và xe gia đình người ta không chạy taxi nên là xe rất là cứng, sạch sẽ. Máy nổ êm ru này, nội thất nguyên bản theo xe hết. Keo chỉ zin, nội thất như mới luôn. Đấy anh em nhìn này, nội như mới luôn. Đây. Úi giời, chắc lịch luôn các bạn. Đây, keo chỉ zin hết này. Đấy, nội thất này. Vô lăng này, ưu vô lăng này. Anh em nhìn này, không mòn tí nào nhé. Không mòn tí nào, trang bị hai túi khí, màn hình Android, cam hành trình, cam nồi. Đấy, củ số đây. Ghế nguyên bản theo xe nhá. Chân nỉ nguyên bản theo xe. Nói chung con này là về sẵn đi thôi, 6 vạn mốt anh em ạ. 6 vạn mốt thì nốt phải theo xe, hình như là nốt vẫn còn theo xe đấy. Nốt đăn nốt này thì chắc chắn rồi. Nốt đăn nốt này thì theo xe rồi. Đâu em tìm đết cho bà con xem nhé. Này nhìn thấy đết đâu nhỉ? Đết ở mặt trong rồi. Đây. Đây anh em nhé, nốt tuần thứ 32 năm 2017 đây các bác nhìn nội em này. Đây, số 17 đấy nhá. Rất là rõ cho bà con nhìn này. Đây. Nốt theo xe này. Đâu nhỉ đây. 17 nhá. Đấy, thôi nói chung là tiền nào của đấy anh em ạ. Anh em cứ. Đấy, anh em nào muốn đến xem xe thì có thể liên hệ trực tiếp Khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062789. Tầm tiền này thì em có mấy con xe nữa. Con mà màu bằng cát cũng có. Màu đen thì có hai con 2015 nó khoảng tầm khuôn 320. Đấy, có dịch vụ các bác nhé. Còn đây xe không dịch vụ thì giá cao. Còn ngoài ra thì nhà em còn ít Forte này. Forte mới về hôm nay đi các bác, chưa lên sóng được. Thì về vẫn phải tỉa sơn này, anh em nhìn thấy sơn nó hơi móp móp tí này. Đấy, sức sức tí này. Cũng phải tỉa qua chứ, không phải là cứ thế mà lên sóng đâu. Đây này, nội thất thì nó đẹp sẵn rồi. Forte thì phân khúc C nó nhìn nội thất đã đẹp sẵn rồi. À, có cửa sổ trời nhá, phiên bản số sàn, động cơ thì 1.6, dòng Forte phân khúc hạng C. À, thương hiệu của Hàn Quốc, sản xuất tại Việt Nam. Con này thì đời 2012 sao đấy. 2012. Giá tiền nó quá hợp lý luôn. Con Forte 2012 này đâu đó là khoảng loanh quanh khoảng khuôn tầm 300. Đấy. Đời tầm 300, 298 đến 300 triệu các bác nhá. Biển Quảng Ninh tên tư nhân, về phải làm sơn một tí mới bán được. Trông như thế này thôi nhưng vẫn phải làm sơn đấy. Xe nào thì xe vẫn phải làm sơn hết. 306 307, anh em lấy con video ở dưới cũng được kìa. Em làm video riêng rồi. Anh em cứ lựa lựa lấy nhé. Còn trong này nhà em còn rất là nhiều xe. Hoặc là 350 306, anh em lấy của em Avante số tự động đời 2015. Hoặc là Accent số tự động đời 2014 15. Đấy, mấy con nhiều lắm.
Còn cái giống cái loại Kia Morning i10 thì nhà em vựa rồi, nhiều lắm. Nhiều kinh khủng luôn nhá. Hoặc là 279 triệu anh em lấy con Morning SI đời 2017 18 này. Đời 2018 này. Biển 14 này, một chủ này. 14A30965 này anh em nhé. Đấy, Kia Morning SI phiên bản số sàn động cơ 1.25 đời 2018, một chủ từ mới, nội thất zin hết, máy số zin, thân vỏ keo chỉ zin hết, củ số như mới này. Đấy, vô lăng này, số sàn đấy, bản đủ thì nó có túi khí và phanh ABS. Đây đấy, còn rẻ hơn thì anh em có Yuri Accent đây anh em ơi, quên mất cô chưa quay, em chưa quay con này. Accent đời 2020 nhá, một chủ đi hơn 2 vạn thôi, màu đỏ. Con này thì em bán 455 triệu cơ, nhưng mà giá là giá xe thoảng thuốc chuột, nó chưa lăn gọi dần, gần như mới lăn bánh được có 20 mấy nghìn cây, mới đét này, không lỗi nhỏ, zin hết, sơn zin chưa một giọt sơn ta nào. Con nọ con màu đen của em để đâu nhỉ? Yêu này, nhìn này, vô lăng củ số này, nhìn đã thấy muốn mua ngay rồi. Đấy, các bạn, nói chung có tiền thì mua càng cao càng tốt, anh em vừa tiền thì anh em mua con vừa, càng có tiền càng mua xe đời cao càng tốt các bác nhé. Đấy. i10 biết anh em có i10 đời 2015 con anh quanh 200 thôi. Santa Fe hơn 200 tí, 203. Hay là Ford Everest này đời 2014 này thì hơn 407 tí này. Số tự động có con Mazda mới về đây. Mazda 3 đời 2004. Anh quanh 200 là bán này. Karen thì là đời 2010 này, số sàn thì có 200 thôi. Đấy. Ui xe gia đình này thì anh em nhìn này, con xe công vụ của em này dám mang ra bán này. Cho chạy thử rồi. Chắc lại dính rồi, xe đẹp lắm, em đi mà. À, ghét đây nha các bác nhé, ghét này em đang có con ghét đời 2009 này. Ghét này nhập Hàn. Em mới bọc quả nội thất nhé các bác nhé, nội thất đẹp chưa? Nội thất nhìn như mới này. Vừa bọc nội thất không? Ừ, đẹp nét căng luôn, trần da. Đấy, màn hình cam đùi đủ cả rồi. Chiếc này thì em đang bán là 150, để cho bà con 140. Anh em là alo sớm gọi cho Khải Đăng để cho 140 nhé. Ghét 209 để cho 140 thì anh em nhìn keo chỉ zin hết này. Sơn xì sạch sẽ, sơn nóc màu đen nhìn rất là đẹp, gọn gàng, biển Hà Nội. Anh em là rút hồ sơ về biển Hà Nội cũng được, mà anh em rút về tỉnh cũng được nhé. Chiếc này thì 4 lốp mới này, 4 lốp mới, quá ngon luôn. Chung tiền nào của đấy anh em, cứ mua về đi. Tránh mưa tránh nắng, nếu mà rẻ rẻ nữa 140, 130 đây thì có hai con này nhá, 140, 130 thôi. Đời 2012, 2013, mẫu xe Chevrolet Spark này. Giá rẻ hợp lý, tiền anh em xuống tiền thì 130 một con. Trong này 130 này, con này 140 này, để cho bà con 130 một con. Anh em thích con nào đấy, đời 2012. Con này đời 2013, xe đẹp luôn nhé. Sạch sẽ. Còn ngoài ra thì rất nhiều mẫu xe khác để cho bà con lựa chọn. Đấy. Đây. Kia Morning đời 2019 này. Kia Morning 2019 em bán có 240 này, đấy. Quá rẻ. Còn bao rút hồ sơ. Anh em dẻo mồm sang tên luôn nhé. Đi đi, đây. Đây anh em nhìn nhé. Đấy, Hyundai Avante đời 2015 này. Đấy, một chủ tư mới sử dụng, và xe này nếu mất một phân keo chỉ tặng luôn xe, không bán. Nội thất zin hết các bạn. Khóa mở cửa rồi. Con này nó zin đến mức độ mà không còn zin hơn nữa. Không thể zin hơn nữa nhá. Và giá tiền nó rất hợp lý này. Thế nó chốt cửa rồi. 358 triệu. Và như vậy được Khả Năng Ô Tô vừa lên sóng báo giá cho bà con một số những mẫu xe mới về. À, và rất nhiều xe khác ở đây. Anh em đến xem xe nhớ alo cho Khải Đăng qua số điện thoại 032 60 62 789. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.